phát sóng vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh Khương Dừa Channel, bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 2023. Dạ, xin chào ngày mới quý vị khán giả yêu thương, thân thương của kênh Trang LTV. Yeah. Hôm nay Trang quá trời niềm vui luôn cô chú anh chị ơi. Hôm nay Trang đã nhận được đơn hàng thêm tiếp tục 30 hộp bánh trung thu 4 bánh của nhà Kim Khiết Diamond. Dạ, đây là hộp bánh trung thu 4 bánh của Trang nè. Xong rồi Trang có in thêm cái logo của bên Kim Khiết luôn. Rồi ở trong này nha, 1, 2, 3. Wow, đẹp chưa? Trang có logo của Kim Khiết trong và ngoài luôn nha. Rồi ngoài ra trong mỗi hộp thì Trang đều để thêm một cái card hướng dẫn sử dụng của bánh trung thu, để nhắc nhở mọi người là bánh chỉ sử dụng trong 14 ngày ở ngoài và 60 ngày ở trong tủ lạnh thôi. Ngoài ra thì có thêm một cái lời chúc trung thu gửi tặng cho các vị khách, các thân thương của bên Kim Khiết nữa. Đây là những cái hộp mà chị Thùy sẽ gửi tặng cho các bạn nhân viên trong Kim Khiết. Đợt trước thì chị đã tin tưởng và yêu thương Trang để đặt bánh đầu tiên là ăn thử nè. Rồi xong rồi cái chị mua bánh để tặng cho những khách hàng trong cái đợt dịp sale ngày 9 tháng 9 vừa rồi của bên chị. Rồi xong cái chị ăn thấy ngon quá, chị đặt thêm 8 hộp đặc biệt. Đây là những hộp đặc biệt của bên Kim Khiết nha. Đó, luxury, kim cương, lấp lánh. Dạ, đây là 8 hộp mà chị đặt riêng để dành tặng cho khách VIP bên chị. Đẹp chưa? Tên. Dạ. Đó, quá đẹp luôn. Đây là những cái hộp đặc biệt hơn, hộp VIP. Thì trong hộp Trang cũng có một cái kèm để ghi cái ngày sử dụng, hướng dẫn sử dụng. Dạ, cảm ơn chị Thùy rất là nhiều đã tin tưởng, ủng hộ cho em. Chị khen là bánh ngon quá nên là chị ăn cái xong rồi cái mấy bạn nhân viên thấy cũng ngon, ưng ý nên chị đặt gửi tặng luôn. Trang cũng in cái logo của chị. Bữa lần đầu tiên mà Trang giao bánh qua cho chị á, Trang có quay clip với cô chú anh chị á, cái xong có một anh khán giả, anh xem clip kênh Trang, cái ảnh nói là lấy cho anh cái mẫu giống của bên chị Thùy Kim Khiết á, lấy thêm 10 hộp nữa. Quá trời là vui. Xong bữa giờ Trang cũng được cô chú anh chị yêu thương đặt hàng rất là nhiều, rồi cũng khen mắng non. Rồi có nhiều cô chú anh chị ở nước ngoài nữa đặt bánh của Trang để dành tặng cho người thân ở Việt Nam. Có một số bạn du học sinh nữa nha, mua bánh của Trang để dành tặng cho ba mẹ của bạn. Nhờ Trang đi một cái card nhỏ lên là con gửi tặng cho ba mẹ, rất là dễ thương luôn. Trang rất là vui là mình năm nay mình có thêm một cái dịp để làm cầu nối, để gửi tình cảm của quý bà cô chú anh chị cho người thân của mình. Ngoài cái dịp Tết Tết cổ truyền thì năm nay có thêm một cái Tết Trung thu nữa. Dạ, mong là không chỉ Tết cổ truyền mà mốt mà còn có Tết nào hay cái dịp lễ nào hết, Trang cũng sẽ được là alo Trang ơi giúp dùm cô. Dạ, Trang sẵn lòng luôn. Đó. Chị Trang, có khi nào sau này á, có những anh giống như anh trường vật tư á, ở Củ Chi á, cái ảnh không, ảnh gọi cho chị Trang cái ảnh không nói là lấy hộp giống chị Thùy, mà anh nói là anh muốn em liên hệ chị Thùy để anh mua 30 cái vòng tay kim cương tặng ha. Rồi chắc đó chắc đã lắm ha. Tự nhiên đó mình làm cầu nối cho các doanh nghiệp họ biết tới nhau á. Trời ơi, đúng rồi, nhờ xem clip Trang hoặc là nhờ mà anh Khương kết nối với chị Thùy á, nên là Trang mới biết được một cái chỗ bán kim cương rất là đẹp. Ngoài ra là mẫu mã bên bọn Trang thấy rất là trẻ nha. Cái thứ hai á, là cái giá tiền nó cũng rất là phải chăng, không phải là hồi xưa Trang cứ nghĩ kim cương là mắc dữ lắm, mắc phỏng tay luôn. Nhưng mà hôm bữa Trang qua thì chị Thùy có giới thiệu Trang những cái dòng kim cương rồi bông tai, nhẫn mà giá dưới 10 triệu à. Thành ra là mình thấy là mình cũng cố gắng được nha. Nhưng mà Trang thì Trang không có mê kim cương nên là cũng đỡ hao đạn. Nhưng mà cô chú anh chị nào yêu thích thì mình cứ thử tham khảo và mình có thêm một địa điểm để mình lựa chọn. Tại vì kim cương đều có cái giấy bảo hành mà, nên rất là yên tâm. Bây giờ là đã xong 30 phần rồi. Bây giờ Trang dán băng keo lại rồi Trang chuẩn bị qua bên Kim Khiết để gửi rồi tặng gửi cho chị Thùy. Đây là cái menu bánh của bên Trang nè. Dạ, có bánh mặn với lại bánh nướng, 1 trứng. Cô chú anh chị nào muốn ăn 2 trứng cũng có luôn nha, hoặc 3 trứng, 4 trứng, 5 trứng, 6 trứng. Cô chú đợi chị nào mà mua 10 trứng cũng có luôn. Cứ 1 trứng là cho Trang xin thêm 20.000. Chắc hôm nào Trang với bạn bé heo đặt thử một cái bánh trung thu khổng lồ để mình cắt ra xong mình mời hết mấy anh chị ở trong xóm mình nè. Hồi xưa giờ mùa dịch đó mấy anh chị thương mình, quý mình, ủng hộ cho mình được á. Ý này được, Trang sẽ đặt thêm cái bánh trung thu khổng lồ. Dạ, bánh trung thu nhà Trang á, thì có bánh nướng nha, là bánh mặn 1 trứng, thì có những cái loại thập cẩm như là hải sản XO nè, sen châm bông nè, thập cẩm gà quay. Các bạn thập cẩm gà quay nè, cho thấy ai mua là ai ăn là dính à. Dính bạn đó đó là cô chú anh chị cẩn thận nha, cẩn thận bạn này nguy hiểm lắm. Là hết túi tiền của mình, nó có bữa có mấy chị mua cái này mà mua 4 cái 5 cái luôn. Dạ. Rồi mình có nhân chay là bánh dẻo, rồi mình có cốm dừa, đậu xanh, xay nhuyễn. Ngoài ra thì Trang có thêm cái việt quất với lại cái táo đậu quế hoa của bánh dẻo luôn. Rồi bánh chay, nướng. Bánh nướng này là không trứng nha. Dạ. Cũng có thêm cái tiramisu với lại việt quất. Ngoài ra thì có bánh bía. Dạ, chỉ có trung thu này Trang mới có bánh bía thôi. Là có 5 loại bánh bía này, cô chú anh chị ăn chay không lấy trứng Trang cũng có luôn. Dạ, nói chung là Trang làm theo nhu cầu của cô chú anh chị hết. Khách đặt thì Trang mới làm. Bánh thì sẽ có trong 2 ngày nha cô chú anh chị. Hôm nay cô chú anh chị đặt thì ngày mai Trang làm bán, và ngày sáng ngày mốt Trang sẽ giao cho cô chú anh chị, mình gửi tỉnh toàn quốc được luôn. Nên là lúc nào bánh tới tay mình cũng là bánh mới hết. Dạ, đây đơn khủng nên là in bill để sẵn rồi của chị Thùy này đã khoe với lại cả nhà lấy dĩa. Dạ, ngoài chị Thùy đây cũng còn rất là nhiều cô chú anh chị yêu thương đặt bánh cho Trang, mà Trang cảm ơn rất là nhiều, rất là vui là Trang thật sự là được có một cái may mắn là được cô chú anh chị thương, được cái khẩu vị của Trang nó không phải là ngon nha, nhưng mà nó phù hợp với lại đại đa số các cô chú anh chị, và có lẽ là đợt này cái bánh của Trang ra nó phù hợp với lại cô chú anh chị nên được cô chú anh chị yêu thương rồi dùng nhiều, rồi có thể là tại vì thương Trang nhiều đó nên là mua ủng hộ cho Trang. Nhưng mà cô chú anh chị nào mà ăn mà thấy không thích hay là không hợp với mình đó, thì cứ nhắn góp ý dùm cho Trang để năm sau Trang phải ra một cái loại bánh trung thu chết người, ăn là ghiền, ăn là dính liền. Không, vậy là không có chết người mà là chết cái túi tiền của mình thôi. Nhưng mà okay. Cái người mình thì vui. Đúng rồi. Dạ, đây là cái đó, nói là sách nó có trứng với mất công, cô chú anh chị nghĩ là Trang tự chơi, tự bày ra làm xong rồi tự nói là giao người này giao người kia chứ nó ế lắm. Dạ, thiệt là cũng ế, nhưng mà là ế thời gian ngủ, ế thời gian nghỉ, nhưng mà Trang gặp niềm vui. Dạ, giàu niềm vui lắm. Đây là cái hộp bánh 30 bánh của chị Thùy nè. Chị mua 30 mỗi hộp ha, mỗi hộp là có 30 hộp, mỗi hộp là gồm có đậu xanh sầu riêng là giá là 95.000, thập cẩm gà quay giá là 109.000, mè đen giá 95.000, sen châm bông là thập cẩm á giá 109.000. Đó, chị mua của Trang 30 hộp và Trang giảm giá yêu thương gửi tặng của chú anh chị nào mua 3 hộp Trang giảm 3%, mua 5 hộp giảm 5%, mua 10 hộp giảm 10%, và tất cả các đơn hàng mà mua 4 bánh Trang đều miễn phí giao hàng hết. Đó, đây là một cái đơn ha. Còn đơn thứ hai là cái đơn hộp đỏ sang trọng luxury này nè. Đó, chị Thùy muốn làm riêng hộp đỏ này để tặng cho khách VIP với lại người thân của chị Thùy, nên là Trang cũng làm riêng theo yêu cầu của chị Thùy luôn. Chị muốn hộp đỏ, Trang làm hộp đỏ và không tính thêm tiền. Đó, coi như là chị yêu thương mình hết lòng thì mình cũng thương chị hết mình. Dạ, đây là hộp 8 bánh của chị thì gồm có hải sản XO là bánh thập cẩm là 179.000, rồi có bánh sen nhuyễn là bánh mặn một trứng 109.000, thập cẩm gà quay là bánh thập cẩm luôn nè 109.000, cốm dừa dẻo 95.000. Đó, 8 hộp của chị là như đây tiền. Tổng cộng hôm nay Trang đã gọi là gì ta, vô mánh. Vô mánh được một cái đơn hàng khủng. Bữa giờ là chị Thùy mua Trang tặng đơn khủng mà. Đơn này là 15 triệu. Bây giờ Trang với cô chú anh chị cùng đi giao hàng ở bên Kim Khiết và ăn mừng nha, ăn mừng cái đơn hàng 15 triệu, 30 hộp bánh, 38 hộp bánh cùng với Trang. Lên đường thôi. Dạ, xin chào quý ông bà cô chú anh chị thân thương của kênh Trang LTP. Trang đang giao 30 hộp bánh trung thu để gửi cho bên Kim Khiết. Cảm ơn anh tài xế nhiều. Anh nói Trang là sao nguyên cái chiếc xe mà bút có 3 thùng bánh trung thu à. Trang nói là 30 hộp mà anh tưởng là 30 thùng như vậy. Đợt sau 30 thùng em lại gọi anh nha. Cảm ơn anh nhiều. Đó, Trang cũng mong là đợt sau á Trang bán được cái 30 cái thùng như vậy á, để có gì bút ảnh chở nữa. Nên là cô chú anh chị nào mà nghe cái lời ảnh suối thì có gì đặt bánh lên Trang nhiều nha. Dạ, xin mời quý bà cô chú anh chị đến với một khách hàng VIP của Trang LTV, đó là Kim Khiết Diamond, nằm ở địa chỉ 55A đường An Nhân Vương đối diện chợ An Đông. Dạ, đây là chỗ của mấy bạn. Ủa sao buồn hiu vậy? Ủa chị Trang hả? Chị Trang qua chi vậy? Sao đợt này qua không thấy tiếp đãi nồng hậu như đợt trước? Đợt trước Trang qua là kiểu mở cửa rồi vô rồi nói chuyện. Thôi đi. Sao đây? Thôi sao đi, lần trước á hả? Lần trước chị lấy sợi dây chuyền xong rồi giờ bị trừ lương hết rồi kìa. Thì mấy đứa có kể cho chị Thùy rõ ràng là mấy đứa ăn bánh trung thu của chị không? Có, chị Thùy nó ăn bánh trung thu, ăn bao nhiêu cái bánh trung thu mà hả bị cứng nợ 15 triệu. Thì ngày xưa người ta nói đó, ăn khế trả vàng thì giờ bánh trung thu trả kim cương. Bây giờ gần hết tháng rồi, dạ, bây giờ gần hết tháng rồi mà giờ chưa có bù qua được cái phần lợi nhuận đó nữa rồi. Chưa có khách hả hay sao? Đúng rồi. Ủa? Khách là ra thôi. Vì hôm nay ngày mười mấy rồi, 17 hả ta? 17 rồi. Thì chia ra mỗi đứa có nhiêu không? Bữa ăn hết là 2 tháng luôn rồi. 5 đứa là 15 triệu chia 5 là mỗi đứa có 3 triệu. Không, rồi. Bây giờ á ba đứa cửa hàng, ba đứa ở quầy chịu thôi chứ mấy bé sale nó chạy hết rồi. Sao ai nào chạy? Hai bé này chạy hả? Hai bé kia kìa. Hai bé này là bị trừ tiền. Nặng em nào? Ai là nặng nhất? Em là nặng nhất. Thì đúng rồi, tại em ăn nhiều nhất. Em ăn. Tại em ăn nhiều nhất. Không, bởi vì chị nó đẹp, chị để dành á. Chị đeo xong rồi chị phải cất rồi chị nào đi chơi. Hôm nay chi? Hôm nay lấy hộp sòn nữa hả? Đây. Tính là hôm qua nó cũng ngại lắm nhưng mà tại vì có chuyện nên là queo giao bánh trung thu. Ba thùng này là 30 bánh ở trong với lại 8 hộp đỏ. Có cần kiểm tra không? Kiểm tra. Ồ, gấp này khó tính hẳn. Này là mình phải hôm bữa không có khó tính vậy. Đúng, tại hôm bữa là nghĩ là được ăn bánh trung thu miễn phí. Nhưng mà bây giờ là không có miễn phí nữa cho nên giận rồi. Giờ là rút kinh nghiệm mà, phải không? Rút kinh nghiệm. Thấy giờ cô chú anh chị, clip trước cô chú anh chị nào chưa xem thì vô xem nha, để coi coi là lúc đó mấy bé này sao mà bị âm tiền. Mà âm thì cũng luôn là buồn quá, buồn. Âm thì phải trách nhiệm mà chị Thùy cũng đồng ý đúng không? Chị Thùy cũng đâu có nói gì Trang đâu, nghĩa là chị Thùy cũng ok cái cách giải quyết của Trang. Chứ tự nhiên người ta kêu là ai mà cho không ai thứ gì, đúng không cô chú anh chị? Còn mình đã có chơi, có chịu, có ăn thì cần phải có phạt, đúng không? Có chuyện đứt tay nè. Đấy, bên Trang đóng hàng cẩn thận không? Mặc dù là gửi cho Sài Gòn nha, nhưng mà đóng đi cũng phải rất là cẩn thận để mất. Thôi được rồi, cũng khui ra mà. Rồi xong rồi để cho chị Trang tự làm đi. Mấy bạn này giờ là kiểu chướng tay ra mắt Trang lắm, muốn là sợ với lại sợ Trang dụ gì đụng vô gì là hư gì. Đây là 8 hộp đỏ nè bác. 8 hộp đỏ ha, với lại hộp xanh lá cây. Hộp xanh lá cây em lấy thêm mấy hộp ra ngoài? Em lấy 5 hộp. Chưa? Luxury ha. Coi chừng rớt cái hộp kim cương của chị Thùy đặt riêng để. Hình như ở đây có một cái bánh mà mấy bé nhân viên bên em thích ăn lắm luôn nha. Bánh hải sản XO. Đúng vậy. Bánh trung thu hải sản XO. Cái này là sen. Em muốn lấy cái bánh đó đây hả? Đúng rồi. Hay ăn hộp này luôn không vậy? Sợ quá, sợ nó meo quá. Hôm nay mình đem dư, mình đem đuổi, mình không mang dư nữa chứ. Ủa sao nay không mang dư ra? Nay vội vàng. Tại vì nghe chị Thùy nói là cái này gửi tặng về đi, Di về tỉnh liền. Có chưa? Có nói chưa? Không, cái đó thập cẩm thôi. Đây. Vậy là hôm nay chị với em không mua vé số được rồi. Bóc mà nó không trúng rồi. Hôm qua em bóc trúng ngay luôn. Đây, đó. Hải sản XO. Đây là mình cảm thấy là cái nhân này là best bên chị Trang luôn nha mọi người. Món yêu thích của Kim Khiết Diamond phải không? Đúng vậy. Sao đã tín hiệu vũ trụ đến được cho sếp chưa ạ? Gửi rồi nhưng mà sếp mà chưa có phản hồi. Mà dễ thương đó, để coi. Trời ơi, đã mất 15 triệu cái dây chuyền rồi mà bây giờ còn đòi sếp cái hải sản nữa, buồn mà đó, đừng có nhắc nữa. Nhắc tới là buồn lắm luôn á. Vậy hả? Thôi, tại chị Trang vì cái bánh trung thu của chị Trang mà hả, ba đứa bị trừ lương hết tháng lương rồi. Không, cái đó là động lực á. Nhiều khi người ta mấy cái công ty người ta phải có những cái hình phạt như vậy để cho mình có động lực, mình làm, mình tiến bộ lên, đúng không? Là làm là để chỉ để là trừ lương vào cái việc ăn này thôi phải không? Thì để em biết sau này em phải tiết kiệm lại, em biết không, phải trân trọng. Cái này là em phải bắt đền chị Trang thôi. Sao nữa? Tại hôm trước là đem bánh qua là kêu là mang cho ăn thử này kia. Thì xong ăn thử thiệt mà. Ăn thử cái bánh nào ngon. Ăn thử mà trả tiền thiệt. Bận tức luôn, đây để chị làm cho. Tức nó bận tức mình luôn chứ. Trời ơi. Đúng rồi. Thì đó, thì ai biểu mấy em ăn người ta ăn một tí xíu thôi. Chị Trang qua là phải suy nghĩ cho thật kỹ. Bữa không có kiểm hàng dữ vậy đâu nha. Hôm nay kiểm hàng gay gắt luôn á. Phải kiểm hết 3 thùng luôn nha. Trời ơi, nay là đúng là kiểu bữa nay qua là không ai tiếp bị. Bữa nay đâu có chuẩn bị gì trà ha, bữa vô là mời trà, mời đồ này nọ kia. Còn hôm nay là không ai mời mình gì luôn á, coi như hôm nay mình tự xử á. Thiệt chứ. Có cái dây chuyền thôi á mà mấy bé nó vậy á. Ăn bánh chả hột sòn. Cái này là. Nhưng mà mấy em thấy không, chị Thùy với chị làm vậy là mấy đứa rút kinh nghiệm ha. Bữa sau là mấy đứa ai mời mấy đứa đâu có dám ăn đâu. Đúng. Chứ chị là dễ, chị có lấy cái dây chuyền của 15 triệu chứ còn nhiều người khác họ lấy 100 triệu, mấy chục triệu làm sao. Đây là hộp xanh lá cây nè, có diamond nha. Với lại đợt này chị làm cái logo bự hơn. Logo bự hơn. Đó. Hộp nào cũng đẹp luôn. Nào cũng xuất sắc ha. Ok ha. Đây đây đây, để được hóa đơn. Lụm đơn khủng của Trang LTP mà. Đây nha. À chị Trang, hôm bữa giờ là bên em có sửa chữa ở trước, chị có thấy chưa? Chưa, khác gì nè. Hai hóa đơn nha. Đơn này 8 hộp nha. Tách ra cho nó dễ biết, còn đơn này 30 hộp nè. Ok, rồi chị 11 với lại 3. Em giới thiệu cái hộp đèn trang trí ở ngoài bên em xong rồi ghê vậy trời. Mình tính sao nha. Đâu ngoài trước đây hả? Ngoài trước đây đúng rồi, chị ra ngoài. Trời ơi. Giờ nó mới nhiệt tình, nó nói chuyện, nó giới thiệu cho mình cái gì hay á chứ. Hôm bữa đâu có giới thiệu đâu. Đang làm á hả? Đúng rồi. Chị đây nha, em dơm lấy nước cho chị. Đứng đây coi đi, đứng đây coi. Thích mình á. Nhưng mình giao hàng xong rồi là mấy bạn bắt đầu là nhiệt tình với mình liền đó. Không thiệt chứ. Mấy bạn bên nhân viên Kim Khiết rất là dễ thương. Nhiều khi á mình đi lựa hàng hay đi mua hàng á mình hay ngại là kiểu như mình giao mình tới mình lựa đồ cái mấy bạn nhân viên cứ ép mình mua hay là giới thiệu để boost mình mua, nhưng mà không, mấy bạn Kim Khiết là có cái gì hỏi mấy bạn nó cứ giới thiệu. Rồi xong như Trang đi giao bánh trung thu nè, là Trang chỉ giao bánh trung thu cho mấy bạn thôi, nhưng mà Trang cũng ngó nghe trương cương cái mấy bạn cũng giới thiệu cho Trang luôn. Rồi để mấy bạn ủa sao tự nhiên đứng đây nước đâu ta? Ủa sao vậy? Cửa bị hư rồi, không có mở được. Ủa sao không mở được? Hư rồi. Vậy sao vô? Chị phải vô chứ, chưa trả tiền mà. Không. Cấn trừ qua cái dây chuyền hôm trước chị lấy đi 15 triệu đủ. Ủa sao được? Đi về đi. Cái này khác mà, còn cái kim cương không bữa là khác mà. Không, lấy cái đó để trừ qua cái này luôn á. Thôi, không có đi vô. Mở cửa ghê. Dễ hóa đơn nha. 15 triệu trả tiền cho chị. Trời ơi, mở cửa. Khóa cửa nào luôn vậy trời. Để phải vô qua, bên này có đàn công an, họ vô mấy công an mới được. Không, hàng xóm sao được. Hôm bữa cái vụ kia là khác, còn hôm nay là giao bánh cho chị Thùy á. Em biết thì cái giá hôm nay là 15 triệu, cái dây hôm trước cũng 15 triệu trừ qua, cẩn qua. Không được, chị mét chị Thùy rồi nha. Chị gọi điện mét chị Thùy. Chết rồi. Nó cửa chạm đó, nó mấy chiều rồi đó. Chết rồi, cái điện thoại cũng ở trong rồi. Giờ làm sao mà gọi cho chị Thùy được trời. Mở cửa. Thôi quệ nha. Bye bye. Trời ơi, mở cửa. Bye bye. 15 triệu luôn. Cái đơn hàng đầu tiên của chị đừng có mơ màng khủng của chị mà. Thôi chị đi về đi. Chị có mở cửa cũng vô ích thôi. Em đã đóng cửa rồi. Em đã khóa lại luôn rồi. Mở cửa. Chị mét chị Thùy á. Bye bye chị nha. Trời ơi, không có điện thoại nữa. Để chị qua. Cho chị chừa cái tờ chị hôm bữa đó hả. Chị gài tụi em nha. Bye bye. Bố chị giỡn mà. Mở cửa đây trời. Đã tiền 15 hộp. Đã tiền cho chị. Đã tiền. Hãy đón xem Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2 được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ 7 hàng tuần trên kênh Khương Dừa Channel bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 2023.